người thì mỏng dính hoàn liều mạng, người gì mà ngang ngược. Ai mới là người ngang ngược? Không có tôi thì cô đã bị cái thằng béo ịch kia đè bẹp dí ra rồi, mà còn được trai đẹp chở đi hết cả Sài Gòn nữa chứ. Nhưng cũng có ai đuổi theo nữa đâu. Thằng béo kìa. Em biết một mùa tình yêu có nắng ấm và có tiếng mưa rơi, tiếng ve cuối hè kêu yêu anh, em yêu anh. Em nâng niu những buổi chiều mùa vàng lá rơi, có tiếng mưa rơi đâu mùa tình yêu biết qua. Tiếng yêu đầu tiên thật hiền, tiếng yêu đầu tiên thật đẹp làm sao. Em viết trao anh những chiều mộng mơ nên thơ, có tiếng mưa rơi đâu mùa tình yêu bay cao. Biết bao lời yêu ngọt ngào, biết bao tình yêu em dành cho cô đi đâu? Sao phải lẩn tránh tôi? Tôi mệt rồi.
Tôi chỉ mới vừa được làm công việc mà mình yêu thích thôi. Vậy mà hàng ngày đến lớp phải đối diện với học sinh của mình bằng cảm xúc bối rối như thế này. Tôi cũng quá mệt mỏi khi hàng ngày cứ phải quan tâm và để ý một ai đó mà trong lòng mình biết rõ là mình không thể thích họ được. Tại sao không thể thích tôi? Con đừng có trẻ con như vậy nữa. Anh suy nghĩ trước khi nói đi. Khi nào cậu sẽ thành người lớn đã? Tình yêu trong em đủ lớn để chiều anh.